Xin chào các quý vị khán giả audio hôm nay tại shop Audio Thiên Hà và những bạn yêu dòng âm ly đèn Primalua. Thì hôm nay xe hàng không đã đưa những kiện hàng từ sân bay về cho chúng tôi ngay và luôn. Và hôm nay tại shop Audio Thiên Hà chúng tôi sẽ xin giới thiệu các dòng âm ly này. Đây là dòng âm ly Primalua 100. Đây là phân khúc thứ nhì là dòng 200. Và đây phân khúc thứ ba là dòng 300. Và đây là phân khúc dòng gọi là Master là dòng 400. Và từ hơn 6 tháng nay thì những khách hàng đã yêu quý dòng Primalua này đã đặt Thiên Hà, và sau bao nhiêu ngày mong ngóng chờ đợi và hôm nay thì niềm vui đã đến và chúng tôi đã về được lô hàng này. Thì các bác xem YouTube này thì cũng đến đăng ký và liên hệ số điện thoại ngay để có thể đến nhận những sản phẩm mình đã đặt. Và chúng tôi thì cũng rất nóng lòng sốt ruột và muốn khui ngay một chiếc âm ly ra xem, để xem có một chiếc âm ly năm 2019 này nó có gì khác biệt so với chiếc âm ly năm 2018. Và tôi sau đây là tôi đã khui thùng ngay nhờ những kỹ thuật lên đây. Thì đầu tiên là chúng tôi đã nhìn thấy có một cái sự khác biệt rất lớn là từ cái phần remote đã có sự cải tiến rõ rệt. Đó, các bạn nhìn xem vào, rất đẹp và chắc chắn đấy. Đây là các điều chỉnh pareo thứ đây. Rồi. Còn sau đây là chiếc âm ly dòng series Evo 400. Đây là dòng Master của hãng. Cảm quan đầu tiên nhìn đây là những cạnh transit bo viền nhôm phay rất là đẹp. Đó. Còn bên này thì cũng là bóng vẫn còn nguyên zin, cũng vẫn cắm hộp như thế này. Và đây là bóng định dạng đi theo máy là bóng L34 và một dòng bóng pre tiền khuếch đại là bóng 12AU7. Như thế này thì nếu mà nói về độ sạch và chi tiết thì chắc chắn là rất là tuyệt vời. Và bên này là có những nút chỉnh suộc rào, suộc ra. Đó, và con này là có một định dạng chơi rất là theo định dạng là chiêu cũng được, mà chơi parallel tức là dạng đẩy kéo như dân Việt Nam mình vẫn hay nói là cũng được. Đó, còn con này là chỉnh về hai và thấp để tăng bù swing, tăng bù nguồn điện. Con này nó là một phiên bản rất là đặc biệt nên nó kết cấu được nhiều tính năng. Còn về phần đằng sau cái âm ly này tôi cũng xin giới thiệu qua. Còn về vấn đề review thì ngày mai chúng ta sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn. Đó, các bạn đã nhìn thấy cọc qua, đây là cọc 4 ôm, cọc 8 ôm và cọc mát. Rồi đây là những nút sub out, pre out, rồi những đường vào. Và đặc biệt nhất là nó có thêm một đường dành cho đường phono. Và đường phono đèn này thì có giá trị lên hàng nghìn đô. Nên các bác được sở hữu những cái dòng Master 400 này thì các bác nghiễm nhiên là đã được hưởng lợi từ cái dòng pre-out này. À, dòng phono này cho dòng đèn thì là sẽ được có một giá trị rất lớn rồi. Thôi, tôi chỉ review tạm đến đây. Còn bây giờ thì tôi xin chào các bác và hẹn gặp lại, và mong các bác sớm đến nhận hàng của mình. Và ngày hôm nay sẽ là ngày khui thùng đẹp nhất trong những bộ dàn yêu quý của mình về có sự kết nối hay. Xin chào và hẹn gặp lại.